Hôm nay tôi sẽ vệ sinh một con máy chiếu Oppo cho các bạn xem nhé. Để máy này là máy chiếu ở trường học. Đây, máy chảy mà bụi bẩn bám hết các vào các cái khe lọc gió rồi. Máy này đã chạy được 3.215 giờ. Ốc ở dưới tôi vừa tháo xong. Đó. Máy này cần vệ sinh, bảo dưỡng. Sau đấy thì thay bóng đèn vào thì nó mới sáng được. Giờ máy mờ lắm. Đấy. Đây là vị trí bóng đèn này. Người ta tháo một cái ốc ở bên cạnh này. Được chưa? Đẩy nó sang phải, lấy cái nắp bóng ra. Đây, đây là cái bóng đèn này. Được chưa? Ta tháo cái bóng đèn ra. Tháo cái rắc ở đây ra. Được chưa? Đây là bóng đèn máy chiếu Automa này. Ồ. Nhìn kỹ ở trong xấu mơ. Bóng này phải bắt buộc phải thay thế. Đây, ở trong máy này. Đây, bây giờ tôi sẽ tháo cái nắp này ra nhé, để vệ sinh hết toàn bộ máy luôn. Có cái sợi cáp đấy các bác để ý nhá, tháo ra thì lấy ra, phải chưa? Này, máy này. Đó. Nếu các bác bảo tại sao lại phải vệ sinh máy chiếu là thế đó. Đây, máy này. Đó. Ghê không? Bụi bẩn, đây là phần nguồn ba lát tích hợp vào một luôn. Đây, máy bánh xe màu men. Quá là bẩn. Quạt bẩn hết rồi. Đây, mình sẽ sử dụng cái máy thổi, mình thổi quạt trước nhá, phải chưa? Thổi cái này các bác phải biết thổi, đừng có thổi mạnh quá nó hư luôn cả quạt cả mến. Bẩn quá. Cái quan trọng nữa chúng ta lát nữa quét bụi đấy, phải vệ sinh cái hệ thống quang ở phía trong này nữa này thì máy mới sạch đẹp được. Còn đây chỉ là quét các cái bụi cơ bản thôi, chứ không phải là vệ sinh máy như này đã xong đâu. Các bác còn em đi chỗ khác mà người ta vệ sinh mà chỉ quét qua là không phải đâu. Quét thì chỉ vệ sinh được phần bụi thôi, còn phần hệ thống quang học ở trong chúng ta cần phải tháo ra để vệ sinh ở phía trong. Rồi chúng ta thì cứ vệ sinh hết thôi nhé, xong rồi lát nữa thay bóng đèn là được. Rồi mình phải cất cái máy quay thì bởi vì không có kỹ thuật để quay cho mình nữa. Rồi lát nữa hệ thống quang nếu có điều kiện thì mình sẽ quay tiếp cho các bác xem, phải chưa? Rồi, xin chào các bác.